Thôi đừng đừng im, để im, để anh giải cho mày, đừng có ham xúc quá. Đặt thọc cái vợt xuống chứ nằm im xuống. Ừ, để đi anh dìu nó vô. À, cầu dính cá sấu rồi dính tôm, bạn cầm lên đây. Ghê không bạn? Mấy con cá sấu? Con bự với một con nhỏ. Tôm nữa. Rồi để qua cho xe chạy. Sớm về câu với mẹ chú Hồng hả? Đang quay tổng quan cái cho vị anh em được xem ở nhà bè này nha. Điểm mới câu. Nãy giờ cũng 15 phút anh Tài dính được con chép. Mình thì chưa có gì hết. Nó quay tổng quan cho vị xem. Con cho ngoài không thấy cá rỉa nè. Hàng lên cá các bạn ơi. Ồ, cá chép. Rồi qua đây luôn. Rồi ok, gỡ luôn đi. Mở hàng con đầu tiên. Thả hả bác? À, biết rồi anh. Thả đi. Đâu? À, điểm quay đi. Điểm quay nè. Buông đây, buông, buông đi. Hang vắng. Cầm lên tí cho chú quay phim cho con rồi chứ. Rồi hay chưa, nãy giờ em nhỏ này quay phim với mình được nè, dễ thương lắm bạn đó, ghê chưa, là hay chưa. Rồi tôm tiếp theo bạn, tôm này càng không có bự mà thịt nhiều đó. À, bớt thử cái đùi nó rồi cho nó nhảy không búng. Chắc chắn là tôm rồi. Con tiếp theo nha các bạn. Đó, một con tôm. Chụp nha.
chép lại. Thôi, rồi nó quýu đọt rồi. Thấy không? Quýu đọt rồi, thấy ghê không? Cái rảnh bự. Thôi ôi. Thôi ôi, nó chạy nó quắn ở dưới bạn. Cỡ này. Ghê cái rảnh không? Cái mình khủng bạn. Chạy nó quắn. Dưới cái bụi trời luôn á. Quắn dây dưới. Thôi ôi. Ôi ôi, rảnh nó 400 gram gì. Thôi rồi. Ghê không? Sướng rồi, sẽ gỡ rồi bạn. Cái góc lứa luôn, nãy dính con thì dính con nữa, đó. Cái ngày bày đó bạn cứ tranh thủ xuống ngồi nha, nãy dính con mới dính con bạn. Lên sóng nước các bạn thấy không?
đi quay phim cho quý vị phải chuyện dễ rồi, đầy gian nan ghê gớm, mưa gió trời cá nan dịch luôn. Là hậu chắc được câu trùng quá quý vị. Càng càng các bạn thấy không? Nhả cũng được bốn triệu còn ha. Nhưng mà không biết tôm hay là cá nghe bạn, nó nhảy hiều ở này không thích cười lắm. Tôm, tôm lóng nữa nha mày. Đó, nãy dính cái gâu. Nãy dính cái gâu các bạn. Giờ vừa thả xuống rồi em nó lên nữa. Đó, chắc mình bậy nó dưới ở bì rồi. Thấy không? Còn nữa nha. Tôm nghe bạn ơi, lỗ này nãy giờ dính nãy giờ rồi, sẽ gỡ đây rồi, giờ xuống ngồi luôn nghe bạn ơi. Coi những biển nó đắm chìm nó quất nữa nghe, vừa xuống là tán nổ nè các bạn thấy không. Giờ xuống xong thì xem nó khó xíu nha. Tôm nha bạn. Lên con tôm coi. Câu lên chứ ha. Ôi ôi ôi. Con này cái càng nó hiện ra xanh vàng luôn mày ơi. Tôm thả cá vậy đó. Đứng đó, nói vậy đó. Tôm các bạn. Mày cá rồi. Chừng cá bự á. Đi tránh ra cái cây mới được. Cái giờ nó đâu rồi? Để em để xuống luôn nha. Nâng cao lên nha được. Cá gì vậy ngồi? Thôi đừng im, để im, để anh giấy cho mày đừng có ham xúc quá à. Đợt thọt cái vợt xuống chứ nằm im xuống. Ừ. Để đi anh dìu nó vô. Trời ơi. Nãy mới xảy con cái hú rồi mày. Nó là tức hơn như vậy. Trời ơi sang tao lại mà sao. Chân quay của tao để thêm mấy. Rồi bạn, được con cái hú đầu tiên của mình nha bạn. Đó. Dính con hú, mình câu màu hà đỏ nha bạn. Câu tôm mà dính con hú à. Rồi hạ xuống đây, hạ xuống. Nãy sấy con. Trời ơi, sướng bạn ơi. Dính rồi bạn ơi. Dính khủng rồi. Rồi, sẽ gỡ rồi nha bạn. Rồi, quay phim anh ơi. Cầm nó lên, cứ lại nó khỏi đi cũng được. Khỏi đi chắc cóc hết, cái cóc rõ ràng ha. Cóc bạn kia. Quýu đọt ha. Trời ơi, chiên nha bạn.
thả xuống nó bát liền. Bữa nay ngay bầy luôn bạn, nãy giờ bắt 4 con bạn. Ngay bầy luôn á. Bây giờ 4 con rồi. Trời ơi, kêu cọc 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 rồi. Đây là chú nguyên bầy đó luôn á, cá này đi bầy không ạ? Đó, con kia nãy làm cái gì? Tám vô lấy xuồng. Cây nữa kìa, bị trước đi cái giò lại nữa đi nha. Ôi tôm cá luôn.